mình sẽ đi mời Hậu Ca thưởng thức một món khoai nóng. Đây là khoai nóng vừa mới luộc xong nhá. Đó. Cái khoai này thì nhà mình đi mót được thôi chứ không phải là mua mà nó bé như vậy. Đây, khoai cực kỳ nóng nhá, mình sẽ mời Hậu Ca nhá. Anh em nhìn dưới nắng thấy củ khoai màu đỏ, đây là mật của nó đấy. Khoai này ăn cực kỳ ngon nha. Mình sẽ đi mời Hậu Ca thưởng thức một món khoai nóng. Alo Hậu Ca. Hậu Ca ơi. Hậu Ca ơi. Hậu Ca ra thưởng thức món khoai nóng. Úi trời. Úi trời, nóng, nóng. Nóng rồi ta. Mình vừa mới luộc xong, vừa mới đặt, vừa mới đổ nước xong thôi. Đỉnh vậy. Mình cầm còn thấy nóng. Đỉnh vãi thật đấy. Hậu Ca đỉnh quá nha. Hậu Ca không biết nóng, không biết cay luôn.